Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, bản tin hôm nay thứ hai, ngày mùng 10 tháng 1 sẽ mở đầu bằng những thông tin về tình hình dịch COVID-19 trong tỉnh. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca dương tính với SARS-CoV-2 tăng cao từng ngày, hiện toàn tỉnh có 214 trường hợp không triệu chứng đang được cách ly điều trị tại nhà. Tất cả các trường hợp sức khỏe ổn định, các dấu hiệu lâm sàng thực thể bình thường có 238 trường hợp đang được cách ly điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị của tỉnh. Trong ngày 9 tháng 1 năm 2022, Cao Bằng có 13 trường hợp điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị đủ điều kiện ra viện. Đến 17 giờ cùng ngày, tổng số khỏi bệnh là 479 ca. Trước đó có một trường hợp mắc Covid-19 công tác tại Tổng công ty Khoáng sản KTV từ Hà Nội lên công tác tại Cao Bằng về cách ly điều trị tại bệnh viện than khoáng sản của Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam. Tổng số 238 trường hợp đang được cách ly điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị của tỉnh, bao gồm Trung tâm Y tế huyện Quảng Hòa 31 ca, Trung tâm Y tế huyện Hòa An 20 ca, Trung tâm Y tế huyện Hà Quảng 18 ca, Bệnh viện Đa khoa huyện Trùng Khánh 1 ca, tại xóm Tân Việt, xã Lê Lai, huyện Thạch An 10 ca, Ban chỉ huy quân sự huyện Trùng Khánh 18 ca, Trạm Y tế xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng 3 ca, Trường quân sự tỉnh Phường Đế Thám 108 ca. Trung tâm Y tế huyện Nguyên Bình 15 ca, Trung tâm Y tế huyện Bảo Lạc 9 ca, Trung tâm Y tế huyện Thạch An 1 ca, Phòng khám đa khoa Bản Bó, Thái Học, huyện Bảo Lâm 4 ca. Điều trị F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà, nơi cư trú đang được xem là mô hình điều trị phù hợp khi tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 đối với một số tỉnh, thành phố Hướng điều trị này không chỉ giúp giảm áp lực cho các cơ sở điều trị COVID-19, tạo thuận lợi cho các gia đình mà còn được xem là hình thức phổ biến khi chuyển sang trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn phòng chống dịch COVID-19. Tiếp theo sau đây như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Sáng ngày 10 tháng 1 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Lào. Tại kỳ họp, hai bên đã bản thống nhất cụ thể hóa các ý kiến kết luận của hai bộ chính trị và thỏa thuận kế hoạch hợp tác giữa hai nước năm 2022, nhất trí tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm nhằm thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, an ninh quốc phòng, đầu tư thương mại những nội dung và định hướng trao đổi tại kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác cấp cao, giúp các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp hai nước thuận lợi hơn trong quá trình triển khai các hoạt động hợp tác hướng tới thực hiện thành công kế hoạch hợp tác năm 2022. Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên đã thống nhất tập trung thực hiện tốt các tuyên bố chung, thỏa thuận giữa hai bộ chính trị và các thỏa thuận khác, trong đó có thỏa thuận tại kỳ họp 44 khuyến khích các bộ ngành địa phương hai nước mở rộng quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Trên tinh thần tin cậy lẫn nhau, hai nước ủng hộ và hợp tác tốt trong các tổ chức, diễn đàn quốc tế và khu vực. Các nội dung trên đã được cụ thể hóa vào các văn kiện kỳ họp mà hai Chủ tịch Ủy ban Hợp tác hai nước vừa ký kết. Thành công của kỳ họp sẽ tạo ra động lực mới, đưa hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào thực chất hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào. Sau kỳ họp, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết trao 9 văn kiện hợp tác giữa chính phủ và các bộ ngành cơ quan, doanh nghiệp hai nước Văn phòng Chính phủ vừa cho biết, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa yêu cầu Bộ Y tế ra soát, sửa đổi, hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch COVID-19, áp dụng hướng dẫn ban hành tháng 10 năm 2021, đến nay đã có những điểm không phù hợp. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương giả soát, sửa đổi, hướng dẫn, đánh giá cấp độ dịch tại quyết định 4800 quy đề BIT ngày 12 tháng 10 năm 2021, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 cho phù hợp với tình hình mới. Chỉ đạo việc sử dụng thuốc điều trị, kể cả thuốc kháng virus, đảm bảo an toàn hiệu quả. Gia soát, chỉ đạo nhập khẩu, sản xuất, sử dụng, phân phối thuốc kháng virus, đảm bảo công khai minh bạch, đúng quy định. Sáng ngày 10 tháng 1, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã chính thức khôi phục thông quan tại các cửa khẩu lối mở biên giới tại thành phố Đông Hưng, phía Việt Nam là thành phố móng cái, tỉnh Quảng Ninh. Đây là những cặp cửa khẩu lối mở có ý nghĩa rất quan trọng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của hai bên. Phía Quảng Tây cho biết, trước mắt sẽ ưu tiên xử lý hàng tồn động tại cửa khẩu, đặc biệt là hàng nông sản và hàng đông lạnh. Như vậy, sau nhiều nỗ lực giao thiệp và trao đổi, kể từ ngày mùng 5 tháng 1, chính quyền tỉnh Quảng Tây đã lần lượt mở lại nhiều cặp cửa khẩu lối mở biên giới giữa Quảng Tây và Việt Nam. Trong đó có cụm cửa khẩu lối mở có ý nghĩa quan trọng đối với xuất khẩu nông sản của Việt Nam trên địa bàn Đông Hưng Móng Cái. Chuyển sang các thông tin về tình hình dịch COVID-19. Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính đến hết ngày 9 tháng 1, toàn thành phố đang có trên 46.600 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị và cách ly. Để giảm tỷ lệ số người nhiễm mới, Hà Nội tập trung thực hiện 3 giải pháp chính phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, ba giải pháp chính để phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Nội hiện nay cần được tập trung thực hiện là tăng cường tiêm vaccine, cung cấp thuốc đầy đủ kịp thời cho người bệnh và quản lý chặt chẽ bệnh nhân điều trị tại nhà, hạn chế tối đa bệnh nhân chuyển tầng. Hiện nay, các địa phương trong thành phố đang khẩn trương triển khai tiêm vaccine tại nhà để hỗ trợ người cao tuổi, người có bệnh nền. Đoàn thanh niên tiếp tục vận động xã hội hóa, hỗ trợ hàng trăm bình oxy cho công tác điều trị ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương tăng cường tuyên truyền phát huy tinh thần chủ động phòng chống dịch của người dân và hệ thống chính trị ở cơ sở duy trì sẵn sàng ở mức cao nhất với phương châm bốn tại chỗ tránh để tình trạng trông chờ cấp trên đối với những việc thuộc thẩm quyền của mình bao gồm cả việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế túi thuốc ab các quận huyện thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm vaccine tập trung vận động người chưa tiêm tham gia tiêm đầy đủ để hạn chế người mắc và chuyển nặng Ngày 9 tháng 1, toàn thành phố Hải Phòng đã ghi nhận thêm 842 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc lên gần 15.500 ca. Trước diễn biến số ca F0 tiếp tục tăng và thành phố lên cấp độ dịch 4, thành phố Hải Phòng đã cho dừng hoạt động nhiều tuyến vận tải cách nội tỉnh, liên tỉnh. Cụ thể, tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh, vận tải hành khách tuyến cố định nội tỉnh, xe taxi, xe hợp đồng, Xe du lịch tại các xã phường thị trấn có mức độ dịch cấp 4 cũng tạm dừng hoạt động. Với vận tải khách liên tỉnh thì tạm dừng hoạt động tại bến xe khách Thượng Lý, bến xe khách phía Bắc Hải Phòng, bến xe khách Vĩnh Niệm và bến xe khách Đồ Sơn. Nhằm nâng cao năng lực vận chuyển cấp cứu người bệnh COVID-19 theo từng cấp độ, Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng cũng gửi văn bản đến cơ quan đơn vị liên quan đề nghị đáp ứng phương tiện, lái xe thực hiện phương án nâng cao năng lực vận chuyển cấp cứu người bệnh COVID-19 theo từng cấp độ trên địa bàn thành phố. Chuyển sang tin quốc tế, Bộ Y tế Campuchia mới đưa ra quyết định từ ngày 14 tháng 1, Campuchia sẽ triển khai chương trình tiêm chủng mũi thứ tư ngừa COVID-19 tại thủ đô Phnom Penh. Các đối tượng được tiêm mũi thứ tư đợt đầu bao gồm cán bộ, nhân viên, các cơ quan ban ngành trung ương tại thủ đô, cán bộ, nhân viên ngoại giao, các tổ chức quốc tế, nhà báo, hoạt động tại Phnom Penh. Đối với 24 tỉnh còn lại, Bộ Y tế Campuchia đề nghị người dân chờ đến tháng 2 do hiện nay thiếu tủ lạnh bảo quản vaccine phân chia đi các tỉnh. Trong những ngày cuối năm 2021, Campuchia đã tiếp nhận 2,3 triệu liều vaccine của hãng Pfizer do Australia hỗ trợ để tăng cường tiêm phòng mũi bổ sung trong nước trong bối cảnh biến thể Omicron đã xuất hiện tại Campuchia qua các ca cả nhập cảnh. Bản tin sẽ tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý trong tỉnh. Tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất, sáng nay, các đại biểu Quốc hội khóa 15 thảo luận trực tuyến cho ý kiến hoàn thiện một số dự thảo luật nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, khôi phục nền kinh tế và một số nội dung quan trọng khác. Dự phiên làm việc tại điểm cầu Cao Bằng có đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Bế Minh Đức, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự. Qua thảo luận có 31 lượt ý kiến phát biểu và 9 ý kiến tranh luận về nội dung này. Đa số các đại biểu đều tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung dự án luật nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách và quy trình thủ tục để thúc đẩy đầu tư, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, thể chế hóa các văn kiện của Đảng và thực hiện các nghị quyết của Quốc hội. Đồng thời các đại biểu cho rằng đây là dự án luật lớn, tổng hợp nhiều chính sách quan trọng thuộc các lĩnh vực khác nhau. Việc xem xét, cho ý kiến và thông qua dự án luật thể hiện sự nỗ lực quyết tâm cao của chính phủ và sự chủ động, năng động của Quốc hội đảm bảo tính kịp thời, tinh thần đồng hành với chính phủ để tháo gỡ những điểm nghẽn khó khăn về thể chế, khơi thông các nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển vì lợi ích của đất nước, đáp ứng sự mong mỏi của doanh nghiệp và người dân, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch. Việc Quốc hội thông qua một luật sửa đổi 8 luật tại kỳ họp lần này, nhất là trên lĩnh vực đầu tư được kỳ vọng sẽ gỡ nút thắt, đẩy nhanh quá trình triển khai các nguồn vốn đầu tư. Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao việc dự thảo luật tập trung đẩy mạnh phân cấp phân quyền, ủy thác, điều chỉnh mức thuế, đảm bảo tính phù hợp với hiến pháp và hệ thống pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, cần phân tích làm rõ thêm về một số quy định cụ thể nhằm bảo đảm tính chặt chẽ cả khi hiệu quả và đạt được mục tiêu sửa đổi luật. Cũng trong phiên thảo luận buổi sáng, một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu đã được các thành viên Chính phủ có liên quan phát biểu giải trình làm rõ. Sáng ngày 10 tháng 1, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Thạch, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Hải Hòa, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Năm 2021, trong bối cảnh tác động của dịch bệnh Covid-19, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, bám sát sự chỉ đạo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Ban Thường vụ tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, hệ thống tuyên giáo cao bằng từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động nắm tình hình tư tưởng. Tích cực tham mưu cho cấp ủy các cấp lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo triển khai hiệu quả việc học tập quán triệt trên các thực hiện nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Ban tuyên giáo các cấp đã tham mưu và tổ chức thành công hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2021 ở ba cấp. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội được thực hiện ngày càng hiệu quả kịp thời tham mưu đề xuất cấp ủy giải pháp xử lý những vấn đề phức tạp nhạy cảm dư luận quan tâm. Hoạt động văn hóa văn nghệ, báo chí xuất bản, khoa giáo, lý luận chính trị, nghiên cứu biên soạn, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, đấu tranh phản bác các thông tin quan điểm sai trái thù địch gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận biểu dương những kết quả của đội ngũ ban tuyên giáo các cấp, các ngành trong khối tư tưởng văn hóa, khoa giáo, các cơ quan báo chí đạt được trong năm qua, đồng thời chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục. Về nhiệm vụ công tác năm 2022, đồng chí đề nghị ngành tuyên giáo tiếp tục tuyên truyền cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, chủ động xây dựng chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chủ đề năm 2022 đảm bảo thiết thực, bám sát thực tiễn, phù hợp với đặc điểm của địa phương, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước của tỉnh quyết tâm triển khai thực hiện tốt đề án số 02 DATU của tỉnh ủy, tập trung chỉ đạo lĩnh vực công tác khoa giáo, thống nhất về nhận thức, phạm vi, phấn đấu năm 2022 đưa hoạt động khoa giáo đi vào nền nếp, có chiều sâu, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt công tác chỉ đạo, định hướng báo chí, hoạt động xuất bản, công tác phối hợp với các cấp, các ngành cần được đẩy mạnh, thực hiện tốt quy chế 238 theo hướng mở rộng phạm vi phối hợp ra soát củng cố kiện toàn hệ thống các ban chỉ đạo các cấp thuộc lĩnh vực tuyên giáo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng được Ban tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc, quản lý biên giới năm 2021. Bản tin 16 giờ hôm nay của Đài Phát thanh truyền hình Cao Bằng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.